Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sáng ngày 19 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền, 49 tuổi trú tại Điện Biên, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bà Hiền được biết đến là mẹ của nữ sinh giao gà, nạn nhân trong vụ án giết người từng gây chấn động dư luận tại tỉnh Điện Biên. Tại phiên tòa, bà Hiền tiếp tục kêu oan do các luật sư bảo chữa vắng mặt, có đơn xin vắng và đề nghị hoãn, sức khỏe lại không đảm bảo. Bà Hiền đề nghị hoãn phiên tòa nhưng không được hội đồng xét xử chấp nhận. Quá trình xét hỏi, mẹ nữ sinh giao gà bị ngất xỉu, được kiểm tra y tế. Con gái bị cáo là Cao Thảo Loan, quá bức xúc vì các đề nghị hoãn phiên tòa của mẹ mình không được đồng ý. Phản ứng gay gắt nên cán bộ hỗ trợ tư pháp phải dẫn giải ra ngoài không cho tiếp tục dự tòa. Do các điều kiện không đảm bảo, cuối cùng vị chủ tọa đã phải thông báo hoãn phiên xử và chưa ấn định thời gian mở lại. Hồ sơ vụ án cho thấy giữa tháng 5 năm 2017, Bùi Văn Công đi xe máy đến nhà bà Hiền hỏi mua gà. Tại đây, bị cáo Hiền hỏi công có heroin bán không, nếu có thì mua 4 bánh hai bên thống nhất giá mua là 160 triệu đồng một bánh. Sau cuộc thương lượng, công đến nhà thu đặt mua 4 bánh heroin với giá 150 triệu đồng một bánh. Ít ngày sau, Hiền đến hỏi công có heroin chưa và được bị cáo này trả lời, chỉ có hai bánh thôi. Hiền nhất trí và bảo khi nào có thì gọi điện thoại hẹn đến khu vực Nghĩa Trang, xã Thanh Hưng giao hàng. Tại khu vực Nghĩa Trang, công gọi điện thoại cho Hiền, Hiền nhận hàng bỏ vào chiếc làn treo trên xe máy rồi đưa túi màu xanh chứa 290 triệu đồng cho công, xin nợ lại 30 triệu đồng. Toàn bộ việc mua bán hai bánh heroin giữa công và Hiền có sự chứng kiến của Lương Văn Hùng. Mua bán ma túy xong, Hiền quay xe hướng về ủy ban nhân dân xã Thanh Hưng, công và Hùng mang 290 triệu đồng trả cho vì thị thu, xin nợ lại 10 triệu đồng. Cơ quan tố tụng xác định bà Hiền là người đặt vấn đề và trực tiếp giao dịch hai bánh heroin với công. Thu là người tìm mua hai bánh heroin về bán cho công, vì văn toán chồng của Thu giúp sức tích cực. Quá trình xét xử sơ thẩm, bà Hiền liên tục kêu oan cho rằng các bị cáo khác đổ tội, nếu tôi bán ma túy thì có chết cũng không hối hận vì đó là cái chết trắng. Bọn chúng do nghiện ma túy nên bắt cóc hiếp dâm giết con tôi, bị cáo Hiền nói. Bị cáo cho rằng công và hùng âm mưu sát hại con gái rồi đổ tội cho mình nên lời khai của họ không đầy đủ, không thống nhất về số tiền. Tại phiên tòa phúc thẩm trước đó, bị cáo Hiền không cầm được nước mắt, giữ nguyên những lời khai trước đây, cho rằng mình bị oan. Bào chữa cho mẹ nữ sinh giao gà, luật sư Giang Hồng Thanh từng đề nghị hội đồng xét xử, cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại, nhằm làm rõ thêm căn cứ chứng minh bà Trần Thị Hiền mua ma túy của Bùi Văn Công. Theo luật sư, vụ án này có thể coi là kỳ án bởi bà Hiền bị buộc tội vì được xem là liên quan đến việc con gái Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc, hãm hiếp, giết hại. Những tài liệu buộc tội được cung cấp bởi hai kẻ hiếp giết con gái bà và hầu hết các tài liệu đó không đáp ứng thuộc tính hợp pháp, thuộc tính khách quan của chứng cứ. Chính vì không khách quan nên lời khai của các đối tượng này có nhiều điểm phi lý, mâu thuẫn. Khoảng 10 giờ 15 phút ngày 19 tháng 3, một lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh cho biết, hơn 10 giờ cùng ngày, bãi tạm giữ xe của công an huyện tại thị trấn Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa là kho để tập trung các phương tiện vi phạm trên địa bàn huyện bất ngờ bốc cháy. Ông Văn Ngọc Hường, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã xác nhận vụ việc. Theo nhân chứng kể lại, thời điểm xảy ra vụ cháy, họ phát hiện khói đen bốc cao hàng chục mét bên trong bãi tạm giữ xe của công an huyện. Nhiều người tìm đủ cách dập lửa, tuy nhiên lửa bùng nhanh, kèm cột khói đen bao phủ khu vực. Lực lượng chức năng cùng xe chữa cháy đã được huy động tới hiện trường để phun nước, khống chế đám cháy bùng lên bên trong bãi tạm giữ xe vi phạm của công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Hỏa hoạn không có thương vong về người, nhưng nhiều xe máy bên trong bị cháy đen hư hỏng. Ngay sau khi vụ cháy được khống chế, cơ quan chức năng vẫn thống kê thiệt hại, đồng thời phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc. Trước đó, chiều ngày 9 tháng 3, một vụ hỏa hoạn cũng xảy ra tại khuôn viên trụ sở công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ sự bất cẩn của chiến sĩ nghĩa vụ tại công an huyện này. Theo đó, một chiến sĩ đang thực hiện quá trình hút xăng từ các xe máy tăng vật vi phạm trước khi đưa vào bãi. Cùng lúc một chiến sĩ khác đi ăn cơm chiều về, vô tình quăng tàn thuốc chúng vào nơi đang hút xăng, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội và trở thành đám cháy. Vụ cháy đã được dập tắt sau 45 phút. Tuy nhiên, thiệt hại của vụ cháy là 232 chiếc xe máy, tăng vật bị thiêu rụi. Ngoài ra, đám cháy còn gây thiệt hại các tài sản khác, tổng thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Mới đây, luật sư NVH 39 tuổi ở thôn Độc Lập, xã La Phủ, huyện Hoài Đức, Hà Nội đang công tác tại một văn phòng luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, vào khoảng 18 giờ ngày 15 tháng 3, luật sư Hát nghe tiếng ồn ào trước nhà nên ra ngoài kiểm tra thì phát hiện nhiều thùng rác để lộn xộn ngay trước cửa. Sau đó, luật sư Hát đi bộ ra đầu ngõ để gặp trưởng thôn độc lập xã La Phù. Khi đang đứng nói chuyện với trưởng thôn và một số người khác, bất ngờ có người đàn ông đi xe máy từ đầu ngõ tiến đến, dồ ga tông văng luật sư Hát ngã xuống đường. Vì bất ngờ nên luật sư Hát không tránh kịp, xe đâm thẳng vào người luật sư Hát Ông bị hất văng ra và làm lăn dưới đất, bánh xe sau lại đè lên chân. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera nhà dân ghi lại và luật sư hất đã gửi cho cơ quan công an. Đáng chú ý, sau khi thực hiện hành vi, người đàn ông đã bỏ đi. Luật sư hất được đưa đến Bệnh viện Đa khoa quận Hà Đông, Hà Nội cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Gia đình vị luật sư này đã đến công an trình báo sự việc. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn, đối tượng đã dùng xe máy tông ông hất. Công an xã La Phủ thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan và yêu cầu đối tượng đâm xe và ông Hát đến làm việc. Cơ quan công an cũng đã tạm giữ phương tiện và đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh làm rõ. Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa khởi tố vụ án đối với hai đối tượng nước ngoài về tội giả danh cảnh sát hình sự quốc tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của du khách nước ngoài tại Việt Nam. Đại diện Công an Phường Hàng Chống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đầu tháng 3 năm 2024 đã có ít nhất hai trường hợp là khách du lịch quốc tế đến trụ sở Công an Phường trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua mở rộng điều tra, trước đó Tổ công tác Công an Phường Hàng Chống đã phát hiện và bám theo hai người đàn ông nước ngoài đi xe mô tô mang biển kiểm soát 29S6196.32 có biểu hiện nghi vấn. Khi hai đối tượng này đi đến số nhà 43 hàng thiếc, đối tượng ngồi sau đã nhảy xuống xe chặn một khách du lịch nước ngoài lại, dơ ra một chiếc thẻ cứng. Ngay sau đó, người khách du lịch đã lấy hộ chiếu và ví tiền đưa cho đối tượng kia xem. Thấy vậy, tổ công tác đã chặn giữ, yêu cầu kiểm tra hành chính các đối tượng. Tại cơ quan điều tra, khách du lịch người nước ngoài bị đối tượng lấy hộ chiếu và ví tiền được xác định là anh Mohammad Itaka Hosia Khan, sinh năm 1978, quốc tịch Bangladesh. Hai đối tượng nghi vấn giơ thẻ police giao tiếp bằng tiếng Anh và tự xưng là Interpol, tên là Abdul Aziz sinh năm 1969, quốc tịch Pakistan và Zahan Bas sinh năm 1974, quốc tịch Iran. Kiểm tra đối tượng Giasi, công an phường hàng chống đã thu giữ một thẻ police London của Anh, có tên và ảnh của đối tượng Abdul Aziz. Đây chính là tấm thẻ đối tượng Gisia dơ ra và tự nhận mình là cảnh sát Interpol để kiểm tra du khách nước ngoài đi một mình. Đối tượng Aziz khai nhận tấm thẻ được làm ở Bangkok, Thái Lan với giá 500 bạt, tương đương với 343.000 đồng Việt Nam, mục đích để đe dọa các du khách nước ngoài rồi chiếm đoạt tài sản. Qua đấu tranh khai thác mở rộng, đối tượng Gia cũng khai nhận cùng với thủ đoạn trên vào hồi 12 giờ 20 phút ngày 11 tháng 3 tại số 13 hàng gai quận Hoàn Kiếm, nhóm đối tượng này đã chặn một nam du khách người Ấn Độ lấy số tiền 10 triệu đồng gồm 20 tờ Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng, sau đó Gia đã đuổi du khách Ấn Độ đi và chia cho Abdul Aziz số tiền 4 triệu đồng. Công an giả soát và xác định du khách người Ấn Độ bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản là anh Brahas Kapkapan, sinh năm 1998 và mời đến làm việc. Đối chiếu hình ảnh anh Brahas nhận ra Giasi là người đã chiếm đoạt tiền của mình. Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được cùng lời khai các đối tượng, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng Abdul Aziz và Jahanbask Giasi, tiếp tục phối hợp với Công an thành phố Hà Nội khai thác mở rộng và củng cố tài liệu xử lý đối tượng theo pháp luật Việt Nam.